không? Giờ chúng ta nhìn cái bảng quảng cáo Win the car, chiến thắng sẽ được ghi đây. Cái xe đúng không nào? Đó, competition là một cuộc thi. Được chưa? Rồi, tiếp theo họ nói cái gì đây? Entry là cái gì đây cả lớp nhỉ? Entry nghĩa đen của nó là cái cổng, đúng không? Nó là cái cổng đó. Còn đây là cái gì đây? Chỉ được tham gia đúng không nào? Đó, tham gia. Đó, những người tham gia chỉ được, chỉ chấp nhận đúng không? Chỉ chấp nhận ở độ tuổi, như những người ở độ tuổi như thế nào đây? At least 18, ít nhất là 18 tuổi, đúng không nào? Ít nhất là 18 tuổi. Giờ chúng ta nhìn sang câu A. Câu A họ nói cái gì đây? The competition, được chưa, là cái cuộc thi đó, dành cho những người, được chưa, trên một độ tuổi nhất định, được chưa, over là trên nè, được chưa, certain age, ở một độ tuổi nhất định, đó là câu A, đúng không nào? Qua câu B, họ nói cái gì đây? Có giới hạn độ tuổi tối đa, maximum là tối đa, đúng không? Đó, tối đa cho cuộc thi này, được chưa, có giới hạn độ tuổi tối đa cho cuộc thi này, đó là câu B, đó. Chúng ta coi thử có maximum trong cái phần bản thông báo này có giới hạn độ tuổi maximum không? Không, chỉ có cho chúng ta cái từ gì đây? At least là ít nhất. Nếu như chỗ này là minimum á, thì là đúng, đúng không nào? Đó. Tiếp câu C họ nói cái gì đây? Chỉ những người có độ tuổi là cái gì đây? 18 years old, nghĩa là 18 tuổi thôi. Chỉ có những người 18 tuổi thôi mới được phép tham gia cái cuộc thi này. Are allowed to be, được phép tham gia cuộc thi này. Đó. Vậy thì đọc xong chúng ta thấy câu trả lời đúng của chúng ta là câu gì đây? Câu A. Được chưa? Cuộc thi dành cho những người có trên một tuổi nhất định mà thôi. Được chưa? Đó. Không phải maximum, cũng không phải là chỉ có những người 18 tuổi. Thành ra câu trả lời đúng của chúng ta trong câu này là câu A. Chính xác. Được chưa? Câu A. Đó. Rồi. Tiếp chúng ta thấy chúng ta đã bị đánh lừa rồi. Thấy chưa? Rồi. Tiếp nào. Chuyển xuống câu tiếp theo. Đó. Nhìn thật kỹ nha, câu tiếp theo này chúng ta có câu hỏi. Được chưa? Nó có cái phần để mà hỏi đó. Adam is telling Rachel to A, B, C. Đọc thật kỹ và chọn cho cô thử A, B, C. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Trường là C. Bạn Thu Hương cũng là C. Ok, rồi. Ngãi cũng là C. Rồi, chúng ta coi thử. Được chưa? Họ kêu chúng ta là Adam đang nói, Rachel nói cái gì? Câu A là gì? Post something for him. Được chưa? Đăng một cái gì đó, đúng không? Cho anh ấy. Đó. Câu B là gì? Tìm ra cái cách để làm một cái gì đó, đúng không? File, đó, tìm ra cách làm một cái gì đó. Và câu C là gì đây? Đưa cho anh ta một cái gì đó mà anh ấy cần, đúng không nào? Give, đó, đưa cho anh ta gì đó mà anh ấy cần. Giờ chúng ta coi thử bạn Adam nói bạn Rachel gì đây? For our holiday, đó, về cái kỳ nghỉ của chúng ta, đúng không? Đó, thì bạn cần làm cái gì đây? Bạn cần có một cái gì đây? Một cái tấm hình, đúng không nào? Đó, một tấm hình này sử dụng cho cái gì đây? Your visa, đó, cho cái hộ chiếu của bạn, đó, được chưa? Và let me have it, và làm ơn đưa nó cho tôi nào, được chưa? Đó, tôi đã có cái gì đây? Cái form, đúng không? Có cái form, có cái bản mẫu của visa, vì vậy tôi có thể như thế nào đây? Tôi có thể post đâm đen, có nghĩa là gì? Post đâm đen có nghĩa là gì nhỉ? Ta thấy rõ ràng đây là rồi, quan trọng là bạn muốn có cái gì đây? À, muốn có cái gì? Có cái let me have it, và have it đó là cái gì? Photo, đúng không? Vậy câu trả lời đúng của chúng ta có phải là câu A không? Không. Phải A phải không? Cũng không phải luôn. Vậy câu đúng của chúng ta phải là câu gì? Câu C. Chính xác, các bạn làm đúng câu này. Được chưa? Đó, đọc kỹ thì sẽ không khó, đúng không? Rồi, chúng ta chuyển xuống câu tiếp theo. Đây, câu tiếp theo. Đọc thật kỹ. Được chưa? Đó, và chọn cho cô từ A, B, C.
Rồi cô đã nhận được câu trả lời của bạn Huy Hoàng là C. C. Ok, rồi chúng ta coi thử có phải C hay không. Được chưa? Rồi, bây giờ đầu tiên chúng ta nhìn vào cái từ đầu tiên, cái từ mà viết in đó, được chưa? Đó, laboratory là cái gì nhỉ? Là cái gì? Phòng thí nghiệm ạ. Phòng thí nghiệm. Đúng rồi, chính xác. Phòng thí nghiệm, được chưa? Phòng thí nghiệm đó là các bạn này họ nói về cái quy định phòng thí nghiệm, họ nói là the public are not permitted beyond this point, đó là mọi người, public là công chúng đúng không, là người, là people, là public đó, đó thì không được phép đi qua hoặc đến cái điểm này unless là gì, trừ khi, được chưa, trừ khi cái gì đây, accompanied by a staff member, trừ khi như thế nào đây, đi kèm đúng không, đi kèm bởi một nhân viên đúng không, một thành một nhân viên đó, trừ khi có một nhân viên đi kèm theo đi với họ, được chưa. Chúng ta nhìn thử câu A họ nói cái gì đây, đó kêu là thành viên trong nhân viên đúng không, phải như thế này, phải được đi cùng họ nếu, được chưa, nếu họ muốn đi qua cái điểm này, được chưa, đó thành viên của nhân viên phải được đi kèm đúng không. Đó câu B họ nói cái gì đây, thành viên đúng không, đó là mọi người đó không thể đi qua cái này trừ khi, unless they are visiting someone, họ đến thăm ai đó và người đó như thế nào, working here, làm việc ở đây, đó là câu B. Còn câu C họ nói cái gì đây, mọi người đúng không, đó có thể đi vào, đi qua cái điểm này, đi xa hơn đúng không, đó nếu một nhân viên của công ty đó đi cùng với họ thì chúng ta thấy câu nào đúng nhất đây. Câu nào đúng nhất đây cả lớp? Câu gì? Chính xác là câu C đúng không? Như bạn Huy Hoàng hoặc là bạn Tùng đưa ra câu trả lời cho cô, được chưa, là câu C. Đó, được chưa? Chúng ta nhìn vào câu A, chúng ta sẽ thấy họ kêu là cái gì, thành viên của staff là nhân viên đúng không? Đó được đi kèm nếu họ muốn. Vậy họ này, đây này là viết là thay thế cho từ nào? Cho từ member of staff. Đúng không nào, đó nhân viên này nói hoàn toàn xa khác lạ so với các bạn thông báo đúng không, nhân viên ở muốn đi qua cái điểm này thì phải có một nhân viên khác đi kèm theo là không đúng, được chưa. Đó còn câu B chúng ta không chọn nó, bởi vì sao, không thể đi qua được này trừ khi họ có phải là visiting someone working here không, có phải là thăm ở đó làm việc ở đây không, không phải đúng không nào. Đó cuối cùng câu C là câu trả lời đúng nhất, đúng nghĩa với cái thông báo mà họ đưa ra, được chưa. Rồi chúng ta qua cho cô tiếp. Câu số 4 đọc thật kỹ, chọn cho cô câu số 4 để em chọn cái gì đây. Chiều cũng là C. Rồi bạn Huy Hoàng cũng là B. Bạn Ngọc Mai C, bạn Tùng B. Rồi vậy chúng ta có câu B và câu C đúng không, đó rồi bây giờ chúng ta coi thử chúng ta chọn cái gì, báo với cô á là khi mà tụi em tham gia vào Meet nếu có hai tên mà trùng một cái vào thì hệ thống sẽ xóa đi một cái nha. Tôi vừa thấy nó báo nè. Đó. Gì ta sử dụng hai tên vào một, đúng, đúng rồi. Đó, là hệ thống sẽ xóa lên một cái tên, thành ra là bạn nào mà đang cùng một tên, cùng một cái tên mà có tới tận hai cái tên nằm xuất hiện ở trong cái phần gọi là phần học đó, thì cô xóa một cái nha. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào cái này chúng ta nhìn kỹ, được chưa? Coi thử là câu B hay là câu C. Chúng ta nhìn vào thử Tom nói gì với Trent đây, được chưa? Mom's leaving really early tomorrow, được chưa? Mẹ sẽ đi đúng không? Đó, mẹ sẽ đi sớm đúng không? Sớm, rất là sớm, vào ngày mai rất là sớm luôn á. Vì vậy,
Could you wake me at 7? Wake, kêu wake là gì? Đánh thức, được không? Bạn có thể gọi tôi dậy vào lúc 7 giờ được hay không? Đó, khi mà bạn đi làm được không nào? Được chưa? I mustn't be late for college again. Tôi không thể đi học trễ nữa rồi, đúng không nào? Không thể đi học trễ nữa. Giờ chúng ta coi câu A. Câu A là cái gì đây? Ta muốn làm gì đây? Want to persuade. Ta persuade là gì? Thuyết phục, đúng không? Đó. Ta muốn thuyết phục trẻ như thế nào đây? Chở anh ấy tới trường, đúng không nào? Có không? Không phải, đúng không nào? Câu B là ta muốn train làm gì đây? To do him a favor. Chúng ta có cụm từ là do somebody a favor, để chứng nghĩa là help, là giúp đỡ, được chưa? Đó, ta muốn train giúp anh ấy một việc gì đó vào sáng mai, đúng không? Đó là câu B. Còn câu C, Tom remind là gì? Nhắc train, đúng không? Tom nhắc train làm gì đây? Họ phải dậy sớm, đúng không? Vào sáng, vào buổi sáng. Phải dậy sớm vào buổi sáng. Vậy thì chúng ta thấy là câu A, câu B và câu C, câu nào là hợp nhất? Câu nào đây, câu B hay là câu C? Có phải là Tom nhắc trên là họ phải dậy sớm không? Vào sớm không phải. Vậy câu đúng của nó phải là câu gì? Câu B. Được chưa? Do him a favor, tức là giúp đỡ, đồng nghĩa với động từ help là giúp đỡ. Được chưa? Đó, giúp mình làm một việc gì đó, được chưa? Đó đồng nghĩa với help. Đó. Được chưa? Thành ra câu này chúng ta phải chọn câu B. Rồi, chúng ta tiếp tục sang câu cuối cùng của phần 1. Đó, đọc thật kỹ, phải chọn cho cô thử A, B, C. Phương là câu A. Rồi, bạn Huy Hoàng là câu A. Tùng cũng là câu A, được chưa? Đó, vậy chúng ta coi thử là câu A có phải câu A hay không? Được chưa? Rồi, chúng ta coi thử. Free copies of advertisement là gì? Cái bản photo mà miễn phí, đúng không? Free là miễn phí mà, được chưa? Của cái thông báo, được chưa? Của những cái thông báo mà có ở trên cái bảng này thì đều có sẵn ở trung tâm tìm kiếm việc làm cả, đúng không? Career là việc làm, có sẵn hết. Ví dụ như em đọc cái bản thông báo về về cái bản thông báo, đúng không? Đó, chúng ta đọc cái đó xong rồi chúng ta muốn quan tâm tới cái thông báo nào thì những cái đó đều có sẵn hết, đều có sẵn mà còn miễn phí nữa ở trung tâm, được chưa? Đó, giờ chúng ta coi thử câu A họ muốn nói cái gì đây. Trung tâm việc làm, đúng không? Đó, sẽ cung cấp cho bạn một bản sao của bất kỳ một cái quảng cáo có trên cái bản này, đó là câu A, đúng không nào? Câu B họ nói cái gì đây? Cái bản này được sử dụng dùng để quảng cáo cho công việc, được chưa? Và công việc được thực hiện bởi cái trung tâm công việc này mà thôi, có phải không? Đọc lên chúng ta thấy nó không đúng với cái quảng cáo rồi, đúng không? Câu C họ nói cái gì đây? Nếu bạn hỏi cái trung tâm việc làm đó, được chưa? Nếu như bạn hỏi trung tâm việc làm, bạn có thể quảng cáo miễn phí ở trên cái bảng này, bạn có thể đăng quảng cáo miễn phí ở trên cái bảng này. Vậy xong rồi thì chắc chắn của chúng ta thấy câu nào đúng đây? Chắc chắn 100% là câu A, đúng không nào? Đó, được chưa? Không có gì bàn cãi cả, câu A. Rồi, chúng ta tiếp tục chuyển sang phần part 2. Được chưa nào? Đó, phần part 2. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu đọc phần part 2. Và chúng ta cũng giống như cái bài mấy bài trước thầy cô bày đó, chúng ta sẽ gạch chân tìm ra những cái từ chính để chúng ta chọn cho dễ, đúng không nào? Rồi, đầu tiên là bạn trainee. Được chưa? Bạn trainee, bạn muốn gì đây? Muốn mua thực phẩm, đúng không? Được sản xuất tại địa phương đó, bạn truyền thống được sản xuất tại địa phương đó, buy locally for food traditional đó của địa phương, được chưa? Tiếp theo bạn ấy còn muốn cái gì nữa đó? Quấy cần một nơi đó, need somewhere convenient to eat, một nơi đó thuận tiện để ăn uống, đúng không? Convenient to eat đó, được chưa nào? Đó, và khi quấy đang tham quan, đúng không? She sees sightseeing đó, đang tham quan thành phố, được chưa? Thì cô ấy còn muốn gì nữa? Chợ. Shouldn't be far from local attraction. Chợ thì như thế nào?
không có được như thế nào, xa xa cái gì đây, những điểm tham quan của địa phương. Đó là những gì của em muốn. Và em muốn thứ nhất mua đồ ăn, mà đồ ăn đó phải như thế nào, phải được làm được chế biến theo truyền thống của địa phương đó, và tìm một nơi nào đó phải thuận tiện để ăn. Trong khi mà đi ngắm cảnh thì chợ không có được ở xa các điểm tham quan. Đó là những điều mà bạn Jenny muốn, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta qua bạn Matt. Bạn Matt muốn cái gì đây, cũng muốn qua a market, cũng muốn một cái khu chợ đúng không nào, mà khu chợ đó where he can get something to wear, được chưa? Và something không phải là something to eat như các bạn ở trên nữa, mà something to wear để mặc, được chưa? Nhưng như thế nào đây, giá cả hợp lý, reasonable prices, giá cả phải hợp lý, được chưa? Và ngoài ra bạn còn muốn something gì nữa, hot to eat à, và một cái gì đó nóng để mà ăn nữa cơ à, thì ăn đồ ăn nóng thôi, được chưa? Và bạn còn thích cái gì nữa nữa đây, king on music nè, thích music. Và cái còn thích gì nữa à, thích tìm, được chưa? Phải tìm rare recordings, là những bản thu âm như thế nào, rare là quý hiếm, được chưa? Bởi những cái ban nhạc khác nhau đó, được chưa nào? Đây là những gì mà bạn Matt muốn, được chưa? Rồi giờ chúng ta qua bạn Sammy. Bạn Sammy muốn cái gì đây, want to visit a market, cũng là visit a market đúng không, after spending the day in the city, được chưa? À, sau khi bạn ấy làm gì đấy, sau khi bạn ấy du lịch trải qua một ngày ở trong thành phố, được chưa? Và à, cô xin lỗi chỗ này là she nha, chúng ta thêm chữ s vào, được chưa? Sammy mà bạn nghe là she nha chứ phải là he. Ừ. Đó, chúng ta thêm s vào chỗ này đó, she, được chưa? Ừ, she đó. Và cô ấy muốn cái gì nữa đây, ta thử tiếp theo, cô ấy muốn cái gì đây, she would like to photograph đó. Và cô ấy còn muốn chụp ảnh, được chưa? Chụp những cái nơi như thế nào, địa điểm lịch sử đó, những địa điểm lịch sử nè, được chưa? Và cô ấy còn muốn mua cái gì nữa đây, mua một bức tranh đó, còn muốn một tranh nữa đó. Đó là những gì mà cô ấy, cô này muốn, được chưa nào? Đó, tiếp theo chúng ta qua người tiếp theo là Alex, được chưa? Chỗ này cho cô là Huy nha, được chưa? Đó, thực tế là tại vì cái hình, được chưa, nó bị nhầm, thành ra cô chuyển thành cái hình luôn đó. Rồi bạn tiếp theo đang tìm kiếm một cái gì đây, một cái gì đây, special necklace. Neck là cái cổ, được chưa? Necklace là cái gì, là cái vòng cổ đó, cho sinh nhật của mẹ, được chưa nào? Đó, bạn ấy còn muốn cái gì nữa đây, dùng hết, trải qua hết cả một ngày, được chưa? Để đi đâu đây, để đi chợ thôi, được chưa? Đó, thì thích đi chợ thôi, spend the whole day at the market, được chưa? Và còn muốn cái gì nữa đây, và muốn tránh, được chưa? Tránh cái gì, avoid the cold, và tránh cái lạnh, được chưa? Đó, by staying inside, được chưa? Chỉ thích đi chợ thôi, đi chợ cả ngày, nhưng đi chợ nhưng mà phải như thế nào đây, phải tránh cái lạnh, bằng thích ở trong, tức là cái chợ này có thể là chợ gì, chợ ở trong nhà đúng không, chợ ở trong tòa nhà chẳng hạn đó, ví dụ vậy đó, được chưa? Rồi tiếp theo đến bạn Ella. Để Ella muốn cái gì đây, đang tìm kiếm, looking for objects, những cái vật dụng, những cái đồ vật từ các quốc gia khác đúng không, from all the countries, for her friends đó, từ bạn của mình. Tiếp theo cô ấy còn muốn cái gì nữa, cô ấy muốn mua, muốn chọn một cuốn sách gì đây, second hand, chúng ta biết rồi đúng không, đã dùng rồi, đã cũ rồi, để đọc, được chưa, trên cái chuyến đi về nhà của mình đó, on the journey home, được chưa? Và cô ấy còn muốn cái gì nữa, want a snack at the market, ăn nhẹ, snack là bữa ăn nhẹ thôi, được chưa nào? Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì, chúng ta hãy đọc 8 cái chợ ở đằng sau đúng không, và chúng ta coi thử chợ nào sẽ thích hợp với người nào, được chưa? Rồi chúng ta thấy đầu tiên là cái chợ đầu tiên là Bedfield Market, chúng ta đọc thử cái chợ này có thích hợp với ai hay không. Chợ chợ Bedfield này họ nói cái chợ này như thế nào đây, đây là một ngôi chợ đúng không nào, một cái chợ như thế nào đây, world famous,
World famous là nổi tiếng thế giới, được chưa? Đó, chúng ta có cụm từ là world famous, nổi tiếng thế giới về cái gì đó, được chưa? Về những cái máy ảnh, đúng không? Những cái thiết bị equipment, thiết bị máy ảnh mà second hand đó là đã qua sử dụng rồi, được chưa? Và những cuốn sách về nhiếp ảnh, được chưa nào? Đó, cái chợ này nổi tiếng về cái đó, được chưa? Tiếp theo, ngoài một loạt máy ảnh tuyệt vời đó thì nó còn có gì nữa? Chúng tôi còn có những bức ảnh cũ về các địa điểm tham quan ở địa phương để bạn có thể mua, được chưa nào? Đó, còn có old pictures of local này, places, đúng không? Đó, và dĩ nhiên và tất nhiên là cái gì đây? Store owners là chủ tiệm, đúng không? Chủ tiệm, chủ quầy đó rất sẵn lòng happy to give you a price for free, sẵn lòng tư vấn miễn phí cho bạn, được chưa? Vì vậy đừng bỏ lỡ, và còn gì nữa, đừng bỏ lỡ gian hàng gì đây, gian hàng súp nóng hổi, đúng không? Gian hàng súp nóng hổi ở trong thời tiết lạnh giá này, thì chúng ta thấy là có ai thích hợp với cái chợ A này không? Chúng ta thấy có ai thích hợp hay không? Có ai muốn thích về quan với máy ảnh, được chưa? Đó, thích mua tranh, được chưa? Và cái gì, thích ăn đồ nóng, có không? Có hay không? Không khó thì chúng ta sẽ qua những ngôi chợ tiếp, chúng ta đi một lượt xong rồi cô sẽ quay lại câu hỏi tiếp cũng được. Chúng ta cứ theo một lượt đi, để cho những bạn mà chưa có sách thì chúng ta nhìn lên cái bài cô hướng dẫn cho dễ, được chưa nè? Rồi, tiếp theo, chợ tiếp theo là chợ Roswell Hill. Chợ này thì như thế nào đây? Chợ này của chúng tôi thì như thế nào đây? It's an amazing building, đó, được chưa? Nằm trong một tòa nhà, ngay cái từ đầu tiên. Đó, nằm ngay trong một tòa nhà đó, được chưa nào? Và như thế nào, có tuổi đời đã hàng trăm năm rồi, được chưa? Đó, tức là rất là cổ kính, rất là lâu đời rồi, được chưa? Đó, du khách, được chưa? Có thể thấy được là cái giờ mở cửa, được chưa? Cái giờ mở cửa thì như thế nào đây? Giờ đóng cửa, mở cửa rất là late night, rất là muộn, rất là trễ, vì vậy nó rất là thuận lợi, đúng không nào? Rất là thuận lợi đó. Và luôn có những người như thế nào đây, always performers, nhưng có những người biểu diễn để giải trí, được chưa? Để cho giải trí cho đám đông đó. Đó, nó còn có những cuộc biểu diễn nữa, được chưa nào? Đó. Ngoài ra thì khu chợ này chúng ta còn cái gì nữa? Ngoài ra thì chúng tôi còn mở thêm các gian hàng chuyên về cái gì đây? Specializing in pictures, chuyên về tranh ảnh, được chưa nào? Đó, của các nghệ sĩ nổi tiếng, được chưa? Both from well-known actors, cả những nghệ sĩ nổi tiếng và cả những người mới chập chững bước vào nghề nữa, có hết ở đây, được chưa nào? Đó, được chưa? Đó là B. Đó, tiếp theo chúng ta qua cái ngôi chợ tiếp theo, chúng ta coi thử cái chợ C này thì nó như thế nào đây. There are lots to see, có rất là nhiều thứ ở trong cái chợ này, đúng không nào? Đó, khu chợ này, được chưa? Đó, và khu chợ này kia là indoor market, indoor, được chưa? Đó, chúng ta biết là chợ trong nhà rồi đó, đúng không? Chợ trong nhà rồi đó. Vì vậy nó mở cửa từ đâu? From morning until late, từ sáng cho tới khuya, được chưa nào? Đó, trong một khung cảnh hiện đại, đúng không nào? Đó, sáng tới khuya và rất là hiện đại cơ, phải là cổ kính như cái chợ đi, đúng không? Chợ ở trên. Ngoài ra khi bạn tìm, nó có tìm được tất cả mọi thứ, đúng không nè, từ đồ trang thức, trang sức, jewelry là đồ trang sức, được chưa, từ bằng vàng nè, bằng bạc nè, mà nó còn quý hiếm nữa, rất là hiếm, được chưa? Đó, đến cái gì đây, đến cả quần áo designer clothes, quần áo hàng hiệu, được chưa nào? Đó, mặc dù giá cả của nó thì như thế nào đây, aren't cheap, không hề rẻ, được chưa? Mặc dù giá cả thì không hề rẻ, nhưng chất lượng thì tuyệt vời, được chưa? Cực kỳ là chất lượng, chứ nào? Đó, và còn sau khi mua sắm, after shopping thì như thế nào, bạn còn thưởng thức được những bữa ăn tại cái nhà hàng gần đó nữa, được chưa? Ta có nearby một nhà hàng gần ngay đó nữa, đó là C, được chưa? Rồi, chúng ta qua khu chợ tiếp theo là khu chợ D. Đó, khu chợ này có gì đây? Đây là một khu chợ như thế nào thôi, nhỏ thôi, small, một khu chợ nhỏ thôi, được chưa nào? Đó, và nó mở cửa như thế nào đây, bất chấp thời tiết, đúng không? All weather, xong tất cả thời tiết là bất chấp thời tiết, thời tiết nào cũng mở cả, được chưa? Nó kêu chúng ta hãy đến và tìm một thứ gì đó bạn thấy thích, thấy tuyệt vời, đúng không nào? Đó, và chúng ta có một cụm, có một cái thành ngữ ở đây này, treat yourself or someone special, được chưa? Họ kêu chúng ta làm gì đây, hãy đối xử tốt với bản thân hoặc là một ai đó đặc biệt, đó, được chưa nào? Được chưa? Rồi, nó còn nói gì với chúng ta nữa đây? Đó, nó còn nói gì nữa?
You hả? We hả? Chúng ta còn có nhiều lựa chọn nữa, được chưa? Why selection tức là rất là nhiều lựa chọn, được chưa? Khi chúng ta mua cái gì đây? Trang sức nè, đó, mua cái gì nữa? Nhạc cụ đúng không? Đó, nhạc cụ nè, được chưa? Và những này được sản xuất tại địa phương, được chưa? Bởi những người như thế nào? Highly skilled people, những người có tay nghề rất là cao, những tay nghề cao, được chưa? Ngoài ra chúng ta còn có gì nữa đây? Homemade cake, đó, bánh tự làm đúng không? Bánh nhà làm, được chưa? Đó là những cái gì mà trong khu chợ này có, được chưa? Rồi chúng ta qua khu chợ tiếp theo là khu chợ Y. Nó có gì nữa? Khu chợ này như thế nào? Situated nằm ở vị trí của nó nằm ở như thế nào đây? Nằm ở ngay trung tâm thành phố, rất nhiều lịch sử này, được chưa nào? Đó, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều loại đồ trang sức và quần áo. Đó, đồ trang sức và quần áo ở trong khu chợ này, được chưa nào? Đó, như và nó nói mình gì nữa là arrive early, hãy đến sớm nha, để tránh gì đây, để tránh cái sự thất vọng. Bởi vì sao? Chúng ta có cái từ bargain. Bargain là gì đây? Những cái món hời á, hay là món hời, được chưa? Là như thế nào? Chất lượng cao mà tiền rất rẻ, nó giống như nó rất là hời, được chưa? Rất là lời, rất là hời đó. À, bạn có thể tìm thấy những cái món hời này vào như nào, vào buổi sáng, được chưa? Và ngoài ra còn có các quầy hàng, được chưa? Được dọn hàng sau bữa trưa nữa đó. Nếu thời tiết tốt, thời tiết đẹp, thời tiết tốt đó, thì hãy tận hưởng cái việc gì đây, việc ngắm nhìn, được chưa? Đó, ngắm nhìn thế giới trôi qua, tức là làm sao chúng ta ngồi, được chưa? Ngồi vừa ăn uống vừa nhìn cuộc đời, vừa ngắm nhìn phong cảnh, nó giống vậy đó, được chưa nào? Đó, mặc dù mùa du lịch thì đang rất là bận rộn, nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng, vẫn có thể ngồi ngắm nhìn, vẫn có chỗ cho chúng ta ngắm nhìn thời tiết, tận hưởng, được chưa? Đó là những gì trong khu chợ Y này. Tiếp theo chúng ta qua khu chợ F, được chưa? Khu chợ này là như thế nào đây? Close to museums and art galleries. Khu chợ này thì rất là gần bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật, được chưa? Đây là nơi để mà chúng ta có thể mua một cái gì đó để ăn cho buổi trưa, được chưa? Đó, cũng như là cái gì đây, trái cây, rất là cái gì đây, tươi đúng không? Trái cây tươi và bánh mì đó, được chưa? Rồi ngoài ra nó còn có cái gì nữa đây, chúng ta có thể thưởng thức cái format đúng không, format nổi tiếng của cái vùng này, được chưa? Đó, rồi các nhà sản xuất luôn sẵn sàng tư vấn về các loại đồ, các loại khác nhau, nên chúng ta không cần phải lo là chúng ta sợ cái nào không thích ăn béo hoặc là như thế nào đó, thì mọi người bán, nhà sản xuất đều có thể năng tư vấn cho chúng ta, được chưa? Đó, advice, tư vấn cho chúng ta về những loại khác nhau, được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là gì? Ăn thôi đúng không? Ăn trên những cái ghế ngồi xung quanh chợ, được chưa? Đó, những cái ghế ngồi, situation around, được chưa? Around the market, xung quanh chợ, được chưa? Đó, ngắm nhìn khung cảnh đầy màu sắc và những cái cảnh đúng không, cảnh đầy màu sắc và thưởng thức âm nhạc, được chưa? Enjoy music đó, từ những ban nhạc của địa phương đó, enjoy music from local bands nè, đó được chưa? Và nhìn ở ngắm cảnh nữa nè, đó được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta đến khu chợ tiếp theo, khu chợ G G đúng không? Đó, khu chợ này thì như thế nào đây, nằm nằm ở đâu đây? Under history Historic City Walls, đó, nằm dưới những bức tường thành đầy lịch sử, đi chơi đó. In this busy market, chúng ta có từ busy market tức là chợ, khu chợ sầm uất, đi chơi đó. Dịch sang tiếng Việt chúng ta sẽ là sầm uất, được chưa? Nhộn nhịp sầm uất này, đó. Bạn có thể tìm thấy được huge selection, nó giống như phía trên nó wide selection đó, vô số đúng không? Vô số những lựa chọn từ cái gì đây? Quần áo, được chưa? Có clothes đó, quần áo như thế này, thứ nhất là cả second hand đã Situated. qua sử dụng rồi hoặc là great value, được chưa? Đó, new và cả second hand nữa, quần áo rất là có giá trị, được chưa? Cả cũ và mới đều có cả đó. Ngoài ra còn có quầy hàng cung cấp cho chúng ta cái gì đây, offering cho chúng ta cái gì đây, các album ca nhạc, được chưa? Đó, các album ca nhạc bởi gì đây, những cái ca sĩ quốc tế, international, quốc tế, được chưa? Đó, mà những cái này như thế nào, often hard to find in shop, rất là khó tìm, được chưa, ở những cái quầy hàng, được chưa, nó khó tìm lắm, được chưa nào? Đó là nó hiếm, nó khó tìm, nó hiếm đó, được chưa? Ngoài ra chúng ta còn có cái gì nữa đây, khu ẩm thực đúng không, chúng ta còn có khu ẩm thực, world food đó, khu ẩm thực đó, khu ẩm thực như thế nào đây?
cho chúng ta nếm thử các món ăn, được chưa? Các nơi món ăn, allow you to taste food, nếm thử các món ăn từ nước ngoài, đúng không nào? Đó là những món đó như thế nào đây, cook in front of you, được chưa? Được nấu ăn ngay trước mặt bạn luôn bởi những đầu bếp quốc tế đó, cực kỳ tuyệt vời, đúng không nào? Đó, nấu ngay trước mặt mình luôn, được chưa? Rồi, và chúng ta đến khu chợ cuối cùng, được chưa? Khu chợ này ở các quầy hàng này, store, các quầy hàng này thì được mở cửa và giờ mua sắm ban ngày, đúng không? Rất là bình thường thôi gì đấy, nhưng do đó nó tùy thuộc, mà cái này nó có tùy thuộc vào thời tiết đây, tùy thuộc vào thời tiết, được chưa? Và nó cũng có rất là nhiều, plenty là rất nhiều nha, có rất là nhiều thứ để bạn giải trí cả ngày, được chưa nào? Ngoài ra chúng ta còn cái gì nữa, try your sandwich bar, thử bánh, đúng không? Thanh bánh sandwich của chúng tôi, được chưa? Nếu như bạn cảm thấy đói đó, ăn được cái gì đã, ăn được sandwich bar nè đó, cảm thấy đói, được chưa? Và ngoài ra bạn có thể tìm kiếm được cái gì nữa, look for một cái gì đây, một bản sao cũ của các tác phẩm nào đó của một tác giả yêu thích của mình, được chưa nào? Ở yêu thích của mình đó. Và ngoài ra chúng tôi cũng có quà tặng, được chưa, từ khắp nơi trên thế giới đó, bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Rồi, vậy là chúng ta đã có 8 khu chợ, chúng ta đã hiểu được cả 8 khu chợ đó rồi. Giờ nhiệm vụ chúng ta coi thử ai thích hợp với khu chợ nào, được chưa? Rồi, giờ chúng ta sẽ đi lại cái khu chợ đầu tiên, khu chợ A. Chúng ta sẽ có ai thích hợp thì không? Rồi, Luân, bạn Luân chọn là 6 là đi với F. 6 là đi với F. Đó, chúng ta coi lại thử nha. F. Đây là khu chợ, là Pop-up Market, đúng không nào? Đó, chúng ta coi thử yêu cầu của các bạn. Số 6 bạn yêu cầu cái gì đây? Thứ nhất là bạn muốn mua đồ ăn mà do địa phương, đúng không? Chúng ta coi thử là F có phải có không? Có, đúng, cũng có, được chưa? Tiếp theo là thuận tiện để ăn, ngắm nhìn thành phố và chợ thì không xa các điểm du lịch, được chưa? Rồi chúng ta xuống lại, chúng ta coi F có hội tụ đủ những cái điều này hay không. Thứ nhất là cái đầu tiên, ngay cái đầu tiên là nó gần gì đây, bảo tàng, đúng không? Đó, được chưa? Và triển lãm tranh là thỏa mãn được rồi, được chưa nào? Đó, tiếp theo nó có cái gì đây, bạn thích gì, đồ ăn mà tại địa phương, đúng không? Thì đây có gì đây, đây đồ ăn đây, famous dishes đó, có luôn ngay tại địa phương, được chưa nào? Đó, thuận tiện để ăn có luôn, chỗ này có gì đây, chỗ, đúng không? Đó, chỗ xung quanh chợ, chỗ nào cũng có ghế, ghế mà ghế như thế nào đây, around the market, xung quanh chợ đây có ghế ngồi cực kỳ là thuận tiện, được chưa? Đó, ngoài ra còn có cái gì nữa đây, và Ashish City trong khi đang ngắm cảnh có không? Có, đang ngắm cảnh thì có watching colorful scene, hội tụ hết những điều mà bạn muốn. Vậy chính xác là số 6 sẽ thích hợp với lại ngôi chợ, chợ là gì, chợ F, chính xác. Vậy chúng ta chỉ cần ghi vào số 6 thích hợp với là gì đây, F, là chúng ta có điểm, được chưa? Rồi, được chưa nào? Rồi, bạn Luân chọn đúng. Rồi tiếp theo là nguyện vọng của bạn Matt thì sẽ thích hợp với lại ngôi chợ nào, là thích hợp với chợ nào đây. Chúng ta có chọn được bạn Mát thích hợp với chợ được không? Rồi bạn Trường đã cho rằng bạn Mát thích hợp với lại cái chợ là chợ G, là girl, đúng không? Cô xuống cô coi thử nên điểm qua lại một lần một chút về bạn Mát các bạn nha. Muốn mua chợ gì, something to wear, muốn cái gì đó để mặc, giá cả thì hợp lý, còn có cái gì đó nóng để ăn, được chưa? Và tìm được những cái bản thu âm hiếm, được chưa? Rồi chúng ta coi thử có phải là thích hợp với lại G là girl hay không. Chúng ta nhìn thử đây, được chưa? Chợ này thứ nhất nó kêu chúng ta là cái gì, có rất là nhiều sự lựa chọn, đúng không nào? Có rất là nhiều sự lựa chọn, huge selection, đúng không? Có cái gì đây, cả new và cả second hand clothes đó, thỏa mãn được cái đầu tiên, được chưa? Ngoài ra đó, nó còn bán cho chúng ta những cái album, được chưa? Đó, album của nhiều nghệ sĩ quốc tế mà như thế nào, hard to find, rất là hiếm, thỏa mãn tiếp, được chưa nào? Đó, rồi
Còn cái gì nữa? Something hot to eat. Được chưa? Hot to eat. Đây, cook in front of you, nấu ăn ngay trước mặt mình đó. Có gì đó? Có một word food error ngay chỗ này luôn. Được chưa? Đó, cook in front of you. Oh, chính xác, hội tụ được hết những gì mà bạn này muốn luôn. Được chưa? Vậy là chính xác là number 7 bạn Matt, thích hợp với lại khu chợ G. Vậy chúng ta ghi vào là G là chúng ta có điểm. Được chưa? Rồi. Tiếp theo cô nhìn thấy câu trả lời của bạn Luân là A. Đi với ngôi chợ A, chúng ta sẽ điểm qua một chút về bạn Sami. Được chưa? Bạn ấy muốn như thế nào? Đi tham quan chợ cả một ngày luôn, đúng không nào? Đó. Bạn ấy muốn gì nữa? Mua tranh, đúng không nào? Bạn ấy muốn mua tranh, mua ảnh. Được chưa? Rồi, chúng ta coi thử có phải là A thì không. Chúng ta nhìn vào A. Được chưa? A là gì đây? Nó nổi tiếng, nó bán cái gì đây? Bán về second hand camera equipment. Được chưa? Bán sách gì đó. Tiếp theo nó cũng có tranh, đúng không nào? Có old picture of local places. Đó, local places. Nhưng bạn này là cũng mua tranh rồi. Tiếp. Được chưa? Bạn còn muốn cái gì nữa đây? Ấy còn muốn là đi chợ như thế nào, dành ra đến chợ sau khi tham quan thành phố, rồi muốn một painting. Được chưa? Đó, thì chúng ta thấy A này có thích hợp với lại bạn Sami không hay là có cái khác? Thì cô coi bạn Luân câu A, bạn Huy Hoàng, bạn Uyên và bạn Tùng đều chọn là B. Vậy là chúng ta có A và B đây, A và B nằm ngay gần gần nhau luôn. Chúng ta coi thử cái nào sẽ thích hợp với lại bạn Sami hơn. Được chưa? Rồi. Đây, cái này họ kêu là chúng ta bán cái gì đây? Cũng có picture đúng không? Cũng có tranh ảnh giống ở trên, từ gì đây? Well known actors, từ những người nổi tiếng tới những người mới bước chân vào nghề. Được chưa? Đó. Còn cái này cũng bức tranh về cái gì đây? Picture of local places, mà nó như thế nào đây, là bạn thích thú. Thì chúng ta nhìn thấy hai cái này của A và của B, thì chúng ta thấy cái nào sẽ thích hợp hơn với cái yêu cầu của bạn Sammy, cái nào thích hợp hơn? Cái nào thích hợp hơn đây? Có một điểm chúng ta sẽ chọn được rất là dễ dàng. Được chưa? Đây, chúng ta nhìn vào đây. Bạn Sammy có một cái bạn thích. Đó chính là bạn thích gì đây? Những bức tranh về historic place. Được chưa? Đây, bức tranh về cái gì đây? Cái nơi mà như thế nào? Nó chứa đầy rất là nhiều lịch sử, đúng không? Lịch sử, đúng rồi. Lịch sử cơ. Còn cái A của chúng ta cũng là những bức tranh, đúng không? Về local places. Nhưng mà còn đây, chúng ta thấy những bức tranh này như thế nào đây? Khu chợ này đó, thứ nhất là khu chợ này nó cũng đã như thế nào đây, đã có tuổi là cũng hàng trăm năm rồi, đúng không nào? Đó, vậy thì chúng ta thấy cái nào thích hợp hơn với lại bạn Sammy, A hay là B? Câu B, đúng không? B thích hợp nhất với bạn Sammy ngay chỗ này. Được chưa? Bởi vì cái A này nó không có nói gì đến cái phần gọi là history, đúng không? Historic, đúng không? Đó, về historical hay history hết. Đó, thành ra chúng ta đi chỗ này, bạn Sammy này thích hợp với lại khu chợ là B. Được chưa? Rồi, giờ chúng ta còn hai người cuối cùng là bạn Alexia và bạn Ella. Đó, chúng ta coi thử hai bạn này. Rồi, cô đã nhìn được câu trả lời của bạn Uyên là C. Còn bạn Thu Hương thì lại là D. Bạn Huy Hoàng thì lại là C. Rồi, và chúng ta có C và D, đúng không? Rồi chúng ta điểm qua một chút về những gì mà các bạn Alexia là bạn muốn. Thứ nhất là bạn muốn mua vòng cổ, đúng không nào? Đó, được chưa? Dây chuyền vòng cổ đó cho mẹ và sinh nhật của mẹ là cái thứ nhất. Được chưa? Ngoài ra bạn còn muốn đi chợ cả ngày, được chưa? Và không muốn lại, muốn khu chợ trong nhà. Đó là những gì mà bạn muốn. Giờ chúng ta nhìn C và D. Đây, C và D. Được chưa? Thì ngay cái đầu tiên là cái C, chúng ta nhìn được rất rõ, nó kêu chúng ta là indoor market, một khu chợ trong nhà. Được chưa nào? Đó, ngay trong nhà luôn. Được chưa? Rồi, tiếp theo, ở đây nó nhìn nó mở cửa gì đây đó. Và ngoài ra nó còn có cái gì nữa? Có trang sức, quần áo đúng không? Có trang sức đó, từ vàng bạc châu báu gì đó, là thích hợp với lại bạn này muốn mua cái dây chuyền cho mẹ của mình. Được chưa? Đó. Rồi, bạn ấy muốn là gì? Tránh lạnh bằng cách ở trong nhà, thì thứ nhất khu chợ C thỏa mãn được của bạn.
Được chưa nào? Tiếp theo chúng ta qua khu chợ đi. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy đây là một khu chợ nhỏ. Được chưa nào? Đó, nó cũng có bán đồ trang sức. Được chưa? Nhưng cái khu chợ đi này nó có nói gì là ở trong nhà, khu chợ này nằm ở trong nhà không? Không, đúng không nào? Đi không có nằm ở trong nhà, nó không nói gì về cái này cả. Được chưa? Nó kêu là gì? Mở cửa cửa bất chấp thời tiết mà thôi, chứ nó không có nói gì cả. Vậy thì chúng ta thấy khu chợ mà thích hợp nhất chắc chắn là C, đúng không nào? Đó, chắc chắn là C. Được chưa? Rồi, chúng ta C vào chỗ này. Được chưa nào? Rồi, và chúng ta còn cuối cùng là bạn Ella. Được chưa? Đó, bạn muốn tìm kiếm những cái đồ, những cái vật của những quốc gia khác, đúng không nào? Đó, để tặng bạn bè. Được chưa? Thích đọc những cuốn sách như thế nào? Sách second hand. Được chưa? Và muốn những bữa ăn nhẹ tại chợ. Chúng ta thấy là number 10 này sẽ thích hợp với ngôi chợ của, thích hợp với chợ này đây. Rồi, cô nhận được câu trả lời của bạn Huy Hoàng là H. The 10 đi với H. Rồi, bạn Đạt cũng chọn là, à bạn Đạt chọn là A. Rồi, bạn Đạt chọn là A. Bạn Thanh Hương chọn là H. Rồi, chúng ta coi thử. Chúng ta nhìn lại A thêm một lần nữa. Đây. Được chưa? Đó. Chúng ta nhìn thử A này, trong cái A này nó có nói gì về international không? Về những other countries hay không? Về những quốc gia khác không Đạt nhỉ? Có không? Nó có kêu là nó bán đồ, bán vật dụng của những quốc gia khác hay không? Tôi coi có world famous đúng không? Ngôi chợ này nổi tiếng. Đó, về cái gì của thế giới, về cái này chứ không phải là những cái đồ của thế giới, được chưa? Rồi chúng ta chuyển xuống H. Đó, như các bạn vừa chọn cái thử đây, khu chợ này, được chưa? Đó, chúng ta coi thử khu chợ H nó như thế nào đây. Mở cửa giờ mua sắm gì đó tùy thuộc vào thời tiết, được chưa? Và đây có rất là nhiều thứ để bạn giải trí. Nó có bánh thử, bánh ăn, mì sandwich nè. Ngoài ra nó còn cho chúng ta tìm kiếm những cái bản gì đây, những cái tác phẩm cũ, như bản cũ một tác giả yêu thích, được chưa? Và nó còn cho chúng ta gì đây, gift from over the world. Đó, có rất là nhiều đồ chơi, rất là nhiều quà, rất là nhiều đồ vật đó từ những quốc gia khác trên thế giới, đúng không? Đó, và nó có thích hợp với những gì mà bạn này muốn không? Có snack đúng không? Đó thì bạn sẽ ăn được bữa ăn nhẹ, thì bạn có thể ăn được gì, sandwich bar đúng không nào? Đó, vậy là chính xác là number 10, bạn Ella thích hợp với lại ngôi chợ H. Vậy chúng ta sẽ ghi vào đây là H, là chúng ta có gì, được chưa? Đó, thầy cô chỉ cần chấm cho chúng ta là chấm ngay cái bảng này cho chúng ta thôi, được chưa? Phía dưới tụi em có muốn tô màu, muốn tô, muốn viền chữ này viền chữ kia như cô ví dụ như này đó, viền tới viền lui, tô tới tô lui được không, vấn đề gì hết, được chưa? Thầy cô chỉ có chấm trong cái bảng này cho chúng ta thôi, giữ cái bảng này thật là sạch sẽ, ghi đúng gì đó là chúng ta có điểm, được chưa nào? Rồi đó, cứ một cái đúng là chúng ta được một điểm, được chưa? Rồi chúng ta qua phần tiếp theo là phần số 3. Đề bài cũng yêu cầu chúng ta là gì, circle vòng đó, khoanh tròn câu trả lời đúng. Được chưa? Rồi, chúng ta qua bài đọc số 3 nè. Đọc số 3 này nói về cái gì đây? Nói về cái gì đây? Artist Peter Fuller talks about his hobby. Được chưa? Nghệ sĩ đúng không? Nghệ sĩ tên là Peter Fuller nói về cái gì đây? Nói về sở thích của anh ấy. Được chưa? Nói về sở thích của anh ấy. Chờ chúng ta coi thử sở thích của anh ấy gồm những sở thích gì đây? À, có một cái điều rất là phổ biến đó chính là gì đây, đó họ thường hay nói rằng cái gì, nghệ sĩ đúng không nào, thì không được yêu thích thể thao, not supposed to be into sport, không có được yêu thích, không được chơi thể thao, được chưa nào? Đó, but nhưng cái gì đây, đi xe đạp leo núi là một phần không thể thiếu và một phần rất là quan trọng trong cuộc sống của tôi, được chưa nào? Đó, anh ấy nói đó. Mọi người thường nói là nghệ sĩ á, thường không nên chơi thể thao. Nhưng đối với cái ông Peter Fuller này, thì ông thích chơi cái môn thể thao gì đây? Mountain biking, được chưa? Đó, đi xe đạp leo núi, được chưa? Là một phần không thể thiếu, một phần quan trọng, huge part, một quan trọng, important đó, được chưa nào? Rồi, tiếp theo, ai nói gì nữa? Đó. Và cái môn thể thao này, it, tức là cái môn thể thao này nè, được chưa? Nó đưa tôi thoát ra khỏi phòng thu của mình.
đó chưa, out of my studio đó, thôn của mình, được chưa, đến những vùng nông thôn, được chưa nào đó. Và quan trọng hơn thế nữa là như đây, và khi chúng ta đi dẹp lên núi mà đi đu đu rất là nhanh, được chưa, as fast as you can đó, thì bạn có thể làm gì nữa, giúp bạn không còn thời gian để lo lắng về bất cứ điều gì, đúng không nào đó, dành thời gian để lo lắng, no time to worry, không còn thời gian để lo lắng về bất cứ điều gì mà nó đang như thế nào đây, đang diễn ra trong cuộc sống của mình, được chưa nào đó. Khi em làm một cái việc gì đó, em chú tâm vào nó, em làm nó, thì chúng ta sẽ không để ý những chuyện xung quanh nữa, giống vậy đó, được chưa. Rồi ngoài ra họ còn nói gì nữa đây, bạn quá bận rộn, được chưa, bạn lại quá bận rộn để tập trung vào cái việc là cái gì đây, tránh không gặp sự cố, không có đâm tránh gặp sự cố, được chưa, không để những chuyện xung quanh, bởi vì sao, chúng ta đang chú ý, được chưa, chú ý đó, để mà tập trung vào cái việc là không gặp sự cố, được chưa đó. Và the only thing you pay attention, và cái điều duy nhất, được chưa, cái điều duy nhất mà chúng ta quan tâm tập trung vào đó chính là pain in your leg, cơn đau, đúng không nào, là cơn đau ở chân, được chưa, và những tảng đá and rock, và những tảng đá ở ngay trên con đường trước mặt mà thôi. Khi chúng ta đạp đạp lên núi, đạp nhanh 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 gì đó, và chúng ta chỉ chú ý, phải thật chú ý để mà không gây ra sự cố, được chưa nào bạn. Và chúng ta chú ý, điều chúng ta chú ý là cái gì đây, chỉ là những cục đá ngay trước mặt để chạy làm sao không va vào nó, không ngã vào nó. Và cái gì đây, chân đau, và cái cơn đau ở chân, đúng không nào, đạp nhanh đó, là xong đoạn thứ nhất, được chưa nào. Rồi chúng ta qua đoạn thứ thứ hai. À, nói nữa đây, bây giờ, được chưa, bây giờ đây tôi đã như thế nào đây, đã ngoài 60 rồi, được chưa nào, đã ngoài 60 rồi đó, được chưa, nhưng tôi đã thích đạp xe, đã bắt đầu đạp xe đó khi tôi còn nhỏ, được chưa, vào mùa hè thì bạn bè và tôi, được chưa, đã đạp xe vào rừng, được chưa, ride into the woods đó, đạp xe vào rừng, được chưa nào đó. Và thêm xem ai, and see who was brave enough, và xem ai có đủ can đảm để mà như thế nào đây, đạp xe xuống những ngọn đồi dốc, go down steep hill, được chưa, down là xuống, steep là dốc, những ngọn đồi dốc, hoặc là do a pitch jump, được chưa, hoặc là nhảy những có cú nhảy lớn đó, cú nhảy chúng ta hay đạp lên núi hay thấy người ta đó, có những cái nhảy nhảy đúng không đó. Rồi tiếp theo, nhưng những chiếc xe đạp mà chúng tôi có, được chưa nào đó, thì nó không được tạo ra để làm điều đó, được chưa. Vậy điều đó là điều gì, điều mà chúng ta như thế nào đây, đạp xe xuống những ngọn đồi dốc, hoặc là thực hiện những cú nhảy, được chưa, những cú nhảy bằng xe đạp đó đó. Thì cái xe đạp trong thời buổi đó của ông này thì không được chế tạo ra để làm điều này, được chưa, chính vì vậy, được chưa đó. Nó thường như thế nào em, often broke, vậy nên nó thường hay bị hư, đúng không, bị hỏng, bị hư đó. Vì vậy, so tôi đã từng vẽ những bức tranh, đúng không, về những cái xe đạp, những xe đạp nhìn như thế nào đây, có những cái tire là gì, là cái lớp, đúng không, cái lớp xe rất là dày, được chưa, to, và nó như thế nào đây, strong enough, nó đủ khỏe để mà chúng tôi có thể làm được những cái việc đó. Tức là việc gì, việc mà chúng tôi đi xuống đạp, chặt đạp xe xuống những ngọn đồi dốc, và thực hiện những cú nhảy bằng xe đạp đó, được chưa. Rồi tiếp theo đó, và nó giống như những cái chiếc xe đạp leo núi hiện đại ngày nay, được chưa. Hồi xưa ông ước ao có cái đó, nhưng mà hồi xưa thì chưa có, nhưng mà bây giờ thì có rồi, nhưng ông nói là nó giống như những chiếc xe đạp leo núi hiện đại ngày nay đó, được chưa. Tuy nhiên phải đến nhiều năm sau đó, được chưa, thì mọi người mới phát minh ra nó, được chưa nào. Rồi mãi đến những năm 1980 thì nó có mặt ở khắp nơi đó, ông ấy đã từng ước ao có cái đó, đúng không nào đó. Rồi tiếp theo, đoạn tiếp theo, à, bài này có bốn đoạn lận, đoạn lại tiếp theo đó. Rồi và thời buổi đó, lúc đó đúng không, ông nghệ sĩ này còn thích gì nữa nữa đây, skateboarding, còn thích trượt ván nữa cơ, được chưa đó. Ông đã chơi nó, đúng không, làm nó cả một thập kỷ, được chưa, cho đến khi ông ấy bị ngã, đúng không nào đó, và ông ấy là bị và bị thương rất là nhiều, đúng không, bị đau, bị thương rất là nhiều đó. Ông ấy chơi trượt ván rất là nhiều, đúng không, một thời gian rất là lâu, cho đến khi ông ấy bị ngã cơ, được chưa nào đó. Rồi tiếp theo, đi xe đạp leo núi có vẻ là một cách khá an toàn
Very safe, very là khá an toàn để mà giữ dáng, được chưa? Vì vậy tôi đã chọn cách đó để thay thế nó. Là mới đầu ông thích là skateboarding, đúng không? Khi ông bị té, ông quyết định ông chuyển sang là gì, là đạp lên núi, được chưa nào? Đó. Tôi kết được rất là nhiều bạn, đúng không? Có rất là nhiều bạn, được chưa? Và rất nhiều người tham gia vào việc đua xe, đó involve racing nha, việc đua xe. Điều đó cho tôi một lý do để tôi tập luyện chăm chỉ hơn, train hard, tập luyện chăm chỉ hơn, được chưa nào? Đó. Tôi muốn tìm hiểu xem mình để cho mình như thế nào có thể lấy được, hoặc là có thể có phù hợp hay không, và có nhanh hay không, được chưa nào? Đó, vẫn còn phù hợp, vẫn còn nhanh được hay không, được chưa? Và hóa ra là tôi vẫn còn khá là nhanh nhạy đấy, được chưa nào? Đó, bằng cách là ông ấy tham gia vào các cuộc đua, được chưa nào, để rèn luyện mình và mới coi thử mình còn thích hợp, mình còn nhanh nhẹn hay không. Và ông ấy quyết, và có cái kết luận cuối cùng là ông ấy vẫn còn khá là nhanh nhẹn đấy, được chưa nào? Đó. Tiếp theo, tôi thậm chí đã thắng một vài cuộc đua được tổ chức ở ở địa phương, run đúng không? Ở couple of local races là một vài cuộc đua đó. Rồi, chúng ta đến đoạn cuối cùng. Cuối cùng. Tôi như thế nào? Stop racing. Cũng đã ngừng đua rồi. Được chưa? Chủ yếu là vì tôi biết nó có thể có ý nghĩa lớn thế nào nếu sự, trong sự nghiệp của mình. Nếu như tôi gặp phải một tai nạn nguy hiểm. Được chưa? Đó. Nhưng tôi vẫn thích đạp xe đạp khoảng cỡ như thì 3 tiếng mỗi tuần, đạp lên núi 3 tiếng hàng tuần, được chưa nào? Đó, đạp chơi tôi, đạp luyện tập thôi, được chưa? Và nếu tôi đang đạp xe, được chưa, tôi đang đạp xe ở ngay trên đồi trên gì đó, và tôi nhìn thấy, được chưa, nhìn thấy một tay đua khác ở ngay phía trước, được chưa, see a rider ahead, tay đua khác ở ngay phía trước tôi, thì tôi phải làm gì đây? Tôi phải đánh bại, được chưa? Tôi sẽ quyết định là beat them to the top, đánh bại, bây giờ đánh bại họ để mà giành vị trí lên đầu tiên đó. Khi tôi pass, as I go past, khi tôi đi ngang qua họ, được chưa, tôi tưởng tượng rằng họ sẽ ngạc nhiên như thế nào khi biết rằng tôi là bao nhiêu tuổi rồi mà tôi vẫn còn đạp nhanh đến như vậy, được chưa nào? Rồi, đây là những gì mà ông nghệ sĩ Peter Fuller nói về sở thích của mình. Giờ chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là bắt đầu đọc và coi thử là chúng ta chọn A, B, C, D. Rồi, giờ câu đầu tiên. Ừ, chúng ta chọn cái gì đây? Câu đầu tiên. Rồi, câu đầu tiên có thấy bạn Luân đã đưa ra câu trả lời là C. Câu trả lời của bạn Luân là C. Bạn Uyên cũng chọn là C. Uyên cũng chọn là C. Rồi chúng ta nhìn thử câu số 11. Ok, bạn Đạt cũng chọn là C. Có một họ nói chúng ta là gì đây? Peter thích đi xe đạp leo núi đúng không? Bởi vì sao? Câu A là gì? Nó cho anh ta cơ hội để mà anh ta có thể nhìn ngắm thưởng thức quang cảnh xung quanh. Có không? Trong bài có nói vậy không? Không. Đúng không? Đó, trong bài nói là đạp xe leo núi là chúng ta không để ý cái gì cả đúng không nào? Câu B là gì? Anh ta có thể như thế nào? Đây, dùng sử dụng thời gian của mình để lập kế hoạch, được chưa, cho công việc của mình, phải không? Không, được chưa. Câu C là gì? Anh hãy có thể ngừng suy nghĩ về những vấn đề của bản thân mình đó. Và cuối cùng câu D, nó giúp anh ta thế nào tập trung tốt hơn. Thì chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy câu A với câu B là chúng ta loại rồi đúng không nào? Giờ chúng ta có câu C và câu D, là hai câu có thể là đúng đúng đó, được chưa, như cô nói có thể có đúng đúng đó, nhưng câu nào đúng hơn? Ta phải chọn câu đúng nhất. Vậy chúng ta thấy rõ ràng trong bài nó có nói về cái này đây, được chưa? Đó, câu C, được chưa? Đó, quá chỉ tập trung vào cái gì đây? Những hòn đá trước mặt và cơn đau ở chân thôi đúng không nào? Rồi, chứ không không có giúp anh ấy gì vì việc vấn đề tập trung tốt hơn mới không nói đúng không nào? Rồi, ok. Rồi chúng ta qua cho cô câu số 12. Chọn gì đây? A, B, C, D. Câu này không khó đúng không? Đó, câu số 12 chọn cho cô cái gì đây? Rồi, cô đã nhận được câu trả lời. Được chưa? Là C, D, C, B. Ồ, và chúng ta chọn được trả cho cô cả câu B, cả câu C và cả câu D nữa. Được chưa? Rồi, câu số 12 họ hỏi chúng ta cái gì? Peter đúng không? Peter đã nói gì
về việc đi xe đạp trong thời thơ ấu của anh ấy. Childhood là trong thời thơ ấu. Chúng ta coi thử câu A nói gì đây. Anh ấy tiếc, đúng không? Cảm thấy tiếc là bởi vì anh ấy đã không chăm sóc cái xe đạp của mình nhiều hơn. Đó là câu A. Và cô thấy chúng ta không chọn câu A đúng không? Quan trọng chúng ta chọn ba câu còn lại. Cô coi thử câu B nói gì đây. Bạn bè của anh ấy thì luôn có những chiếc xe đạp như thế nào? How the better quality bike? Có những chiếc xe đạp chất lượng hơn xe đạp của anh ấy. Đó. Còn câu C nói gì đây? Xe đạp của anh ấy thì không phù hợp với những hoạt động mà anh ấy đã làm, đúng không nào? Còn câu D họ nói gì? Anh ấy quan tâm đến việc thiết kế xe đạp hơn là đạp chúng. Là câu D là chúng ta loại ngay rồi, đúng không nào? Đó. Câu A chúng ta không chọn, giờ chúng ta coi thử. Có phải bạn bè anh ấy có xe đạp tốt hơn anh ấy không? Họ nói cái gì đây? Xe đạp mà chúng tôi có thì được không được chế tạo ra để làm những việc đó. Và vì vậy nó như thế nào? Nó thường hay bị hỏng. Chính vì vậy bác thường vẽ những bức tranh đó, vẽ những bức tranh về đó cái xe đạp với những cái lớp đúng không? Ở dày để mà giúp họ có thể làm được điều đó. Được chưa nào? Đó. Và chúng ta coi thử câu A không, câu D cũng không, giờ chúng ta coi câu B và câu C. Câu B thử, bạn bè này có phải là có cái xe đạp tốt hơn chất lượng hơn nấy không? Cũng không luôn. Vậy thì câu trả lời đúng của câu hỏi này của chúng ta chính là câu C. Được chưa nào? Đó. Được chưa? Xe đạp trong thời thơ ấu thì không có thích hợp để làm những công việc này. Được chưa? Và tương lai thì nó đã xuất hiện nhiều rồi, mà giờ ông ấy đã lớn tuổi rồi, đúng không nào? Đó. Câu C cơ. Tiếp. Nó qua cho cô câu số 13. 13, cô thấy bạn Luân chọn cho cô là câu C. 13, đây. Ừ. Các bạn nào chọn câu khác không hay cũng là câu C? Rồi, bạn Sang chọn cho cô là câu D. Bạn Tùng chọn cho cô là câu D. Rồi, chúng ta coi thử. Câu số 13 họ nói cái gì? Peter nói rằng anh ấy đã trở lại, đúng không? Return, trở lại cái việc đạp xe đạp sau một vài năm. Câu A là gì? Bởi vì anh ấy đã trở nên như thế nào đây? Không còn thích hợp nữa. Become unfit, không phải là loại của A luôn, đúng không nào? Ừ. Để mà anh ta có thể tham gia các cuộc đua, đúng không? Không phải, chúng ta loại luôn câu B. Giờ chúng ta còn hai câu là câu C và câu D. Được chưa? Câu C là gì? Để gặp gỡ những người mới, đó là câu C. Còn câu D là gì? Để thay thế một hoạt động mà anh ấy đã từ bỏ nó. Vậy chúng ta thấy câu nào đúng nhất trong bài đây, câu nào đây? À, câu đúng nhất là câu gì? Câu D trong bài có nói đúng không nào? Đó là gì? Đó, anh ấy thích cái gì đây? Skateboarding, đúng không nào? Nhưng khi anh ấy bị té thì anh ấy không thể chơi nữa. Vì vậy anh ấy đã quay lại cái bộ môn mountain biking, đúng không? Rồi, chính xác chúng ta là câu D. Không có gì bàn cãi hết, đúng không? Shade. Rồi, chúng ta chuyển sang cho cô câu số 14. A, B, C, D. Câu số 14 là chọn cái gì? Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Sang là câu B. Rồi, bạn Sinh cũng là câu B. Rồi, bạn Luân thì lại là câu A. Ok. Rồi, chúng ta coi thử câu nào đúng đây. Được chưa? Peter cảm thấy thế nào về việc đi xe đạp của anh ấy, đúng không nào? Đó, ngay lúc này Peter cảm thấy thế nào? Câu A là gì? Anh ấy tự hào vì mình vẫn còn nhanh lắm. Đó là câu A. Được chưa? Câu B là gì? Anh ấy muốn như thế nào đây? Muốn làm ít hơn bây giờ vì giờ anh ấy đã lớn tuổi rồi, đã già rồi. Nên anh ấy nghĩ là anh ấy nên đạp xe ít hơn. Đó chính là câu B. Được chưa nào? Đó. Câu C, anh ấy nghĩ là anh ấy hối tiếc, đúng không? Hối tiếc vì việc anh ấy không thể thi đấu được nữa. Được chưa? Đó là câu C. Còn câu D, họ nói cái gì đây? Anh ấy ước, được chưa? Anh ấy là có gì có nhiều người tham gia vào môn thể thao này hơn. Vậy chúng ta thấy câu D là chúng ta loại rồi.
đúng không? Đó. Giờ chúng ta coi câu A và câu B, câu C, được chưa? Câu C là chúng ta loại luôn, đúng không nào? Đó, mấy họ hối tiếc thì không thể thi đấu được nữa, đúng không? Giờ chúng ta còn hai câu, được chưa? Trong đó có một câu đúng, đó là câu A và câu B. Chúng ta coi thử là chúng ta thấy là câu nào đây? Câu A hay là câu B? Ông ấy tự hào rằng mình vẫn còn nhanh lắm, được chưa? Đó. Tổng giờ là cái gì đây? Câu B là cái gì? Anh ấy thấy ấy bây giờ là phải làm ít hơn, đạt sẽ ít hơn một chút vì bây giờ già rồi, không còn như xưa nữa. Thì chúng ta thấy là câu A hay là câu B đây? Câu A hay là câu B? Chúng ta nhìn lên bài thử. Ta quay lại trên bài nè. Đây. Được chưa? Bây giờ thì lại như là stop racing rồi, là không còn đua nữa, nên chắc chắn là câu C là mình loại, giờ còn câu A câu B đúng không? Đó. Thì tiếp theo, được chưa? Đó. Nếu như xảy ra tai nạn thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự việc đúng không? Nhưng bây giờ thì vẫn còn đạp xe như thế nào đây? 2 giờ đúng không? Mỗi hàng tuần là có 2 giờ thôi. Được chưa nào? Đó. Khi tôi đạp qua xe gì đó, và chúng ta thấy là bây giờ như thế nào đây? Câu A hay là câu B? A hay B đây? 50-50, ta chỉ chọn một A hay B. Câu đúng của chúng ta ngay lúc này đó chính là câu B cơ. Đó, phải làm, cô xin lỗi, câu B, được chưa? Câu B nha cả lớp, phải làm ít lại, đúng không nào? Chỉ được làm ít lại thôi. Đó. Vì bây giờ là lớn tuổi rồi, già rồi, thành ra chỉ đạp xe bao nhiêu giờ mỗi ngày này là thôi, được chưa? Chứ không phải mấy tự hào là bây giờ vẫn còn nhanh lắm, không, không có tự hào được như vậy đâu, được chưa? Rồi, giờ chúng ta qua câu cuối cùng là câu số 15. Chúng ta chọn câu gì đây? Câu số 15, chúng ta chọn cái gì đây? Đó. Họ kêu chúng ta là cái gì? Lời giới thiệu nào, đúng không? Đó, cái mở bài nào tốt, bài nào hay cho cái bài viết này đây? Thì chúng ta coi thử A, B, C, D, chúng ta sẽ chọn cái gì đây? A, B, C, D. Rồi, cô thấy bạn Sang chọn là B. Được chưa? Cô nhận được câu trả lời của bạn Sang là B. Và mới câu trả lời của bạn Sang thôi. Rồi bạn Tùng chọn là A. Ok. Rồi chúng ta coi thử câu A họ nói cái gì đây? Đối với lại Peter Fuller. Rồi bạn Thúy chọn là B. Rồi chúng ta coi thử nha. Đối với bạn Peter Fuller là gì đây? Nothing matter là gì đây? Không có gì quan trọng hơn việc đạp xe leo núi, được chưa nào? Đó. Thậm chí không phải, không phải là sự nghiệp của anh ấy, đúng không nào? Đối với anh ấy thì xe núi rất là quan trọng, được chưa? Chứ không phải là sự nghiệp của anh ấy, được chưa? Nhưng ở đây bằng cái lời nói của mình, được chưa? Anh ấy cho chúng ta biết là tại sao đối với anh ấy là việc đạp xe leo núi của anh ấy như thế nào rất là quan trọng, được chưa? Rồi câu B họ nói cái gì đây? Nghệ sĩ Peter Fuller như thế nào đây? Rất là coi trọng cái việc đạp xe leo núi, được chưa? Và ở đây, ở trong cái bài này, anh ấy miêu tả, được chưa? Miêu tả tất cả mọi thứ bắt đầu như thế nào, được chưa? Và những gì mà anh ấy từ bỏ nó, được chưa? Thoát ra khỏi nó, từ bỏ nó. Câu C họ nói cái gì đây? Trong cái bài viết này, Peter Fuller giải thích cách anh ấy trở thành một nghệ sĩ, được chưa? Chỉ vì sở thích đi xe đạp leo núi của mình. Đó, đó là câu C. Được chưa nào? Rồi. Tiếp theo chúng ta qua câu D. Đó, họ nói cái gì đây? Sau khi phát hiện ra môn đạp xe leo núi vào cuối đời, late in life, tức là vào cuối đời, được chưa? Ông Peter Fuller đã từ bỏ nghệ thuật của mình đó để tập trung vào việc hoàn thành tốt nhất có thể. Là câu D chúng ta loại, đúng không nào? Đó, ta coi thử câu C.
được không? Đó, không đúng đúng không? Giả thích anh ấy trở thành một nghệ sĩ chỉ vì gì đây? Anh ấy sở thích đàn đúng không? Phải, giờ chúng ta có hai câu là câu A và câu B, thì chúng ta chọn con nào đây, câu A hay là câu B? Đều chọn câu B đúng không? Giờ chúng ta coi thử câu B, chúng ta có một cụm từ đó chính là get out of it, thoát ra nó, bỏ nó rồi, không còn đụng vào nó nữa, được chưa? Vế đầu của nó thì đúng, nhưng vế sau của nó, chúng ta coi thử ở đây này, miêu tả anh bắt đầu như thế nào và anh ấy từ bỏ nó ra làm sao, thì chúng ta coi thử ông Peter có từ bỏ có bộ môn đạp xe không, ông ấy có bỏ nó hay không, và cuối đời ông ấy có đạp không, vẫn còn đạp mà đúng không, vẫn còn đạp mà, được chưa? Đó, thành ra là câu B chúng ta có cụm từ này, chúng ta không chọn nó. Giờ chúng ta quay trở lại câu A, được chưa? Đó, quay lại câu A, được chưa? Họ nói là cái gì, chúng ta nhìn thấy ngay khúc đầu đó, họ có nói với chúng ta đó, được chưa? Rất là nhiều nghệ sĩ này là không nên có một môn thể thao, được chưa? Nhưng đối với tôi, môn này đó chính là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Là cái thứ nhất, được chưa? Cái thứ hai, tiếp đó. Rồi, cái thứ hai tiếp. Ông ấy chỉ ngừng gì thôi, ngừng đua mà thôi, ngừng đua chứ ông ấy không phải là ngừng đạp. Đạp xe, được chưa? Vì ông ấy biết rằng nếu ông ấy xảy ra một tai nạn gì đó thì nó như thế nào đó. Vậy thì chúng ta thấy cái điều mà, cái mà giới thiệu tốt nhất cho cái này đó chính là câu A cơ, chứ không phải là câu B. Chờ mới nói cho là biết là tại sao, đúng không? Ông ấy nó quan trọng hơn cái sự nghiệp của mình. Ông ấy chỉ ngừng gì, ngừng đua thôi, chứ phải ông ấy ngừng đạp xe đâu, là câu A cơ, được chưa? Rồi, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là phần số 4. Được chưa nào? Đó, phần này chúng ta làm quen rồi đúng không? Phần này có 5 câu trong bài đã bị loại bỏ đi, và chúng ta coi thử câu nào thích hợp vào vị trí nào đúng không nào? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta coi, giờ nhiệm vụ chúng ta là phải xem những cái câu ở dưới. Đúng không? Rồi, chúng ta coi thử câu A nói cái gì đây? Đó là lý do tại tại sao đó, tôi biết đó là một kế hoạch rất là khủng khiếp, đó là câu A đúng không? Câu B họ nói gì đây? Tôi đã tập luyện ở trong gì đây, ice water là trong nước đá đó, trong nước lạnh, trong nước đá đó, ice là đá đó, được chưa? Ở Anh đó. Nên tôi đang có cảm giác là nước ấm, được chưa? Trong như pha lê này thì rất là tuyệt vời, được chưa nào? Đó thì câu C, họ luôn đặt rất là nhiều câu hỏi, là câu C đúng không? Câu D là gì? Tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây. Đó là câu D. Câu Y là gì? Tôi bắt đầu nói đùa. Joke là đùa đúng không? Tôi bắt đầu nói đùa với bạn bè của mình rằng tôi đã bắt đầu là nộp đơn xin việc đó. Nộp đơn đăng ký đó. Được chưa nào? Đó là câu Y. Câu F là gì? Sau đó, một số người rất là ngạc nhiên trước cái quyết định của tôi. Nhưng tôi thì không cảm thấy quá lo lắng cho lắm. Được chưa? Đó, tiếp theo câu C là gì? Tôi đã quyết định rằng tôi cần nghỉ ngơi. Và câu cuối cùng, tôi cần giải thích cái điều đó trước. Và câu cuối cùng, đó, những 8 câu này nó rất là ngắn, đúng không nào? Đó, ngắn thôi. Rồi, giờ chúng ta coi thử. Chúng ta sẽ điền vị trí đạo nào vào chỗ nào. Được chưa? Đây, đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi, chúng ta đọc sơ qua trước vậy đã. Đây, I used to work, được không? Tôi đã từng là một giảng viên của một trường cao đẳng đúng không? Ở đâu? Ở miền Bắc của nước Anh, được chưa? Đó, tôi dạy cái gì đây? Dạy cái về các khóa học nhiếp ảnh, được chưa nào? Đó, đó không phải là một công việc mà tồi tệ đúng không nào? Và tôi thật sự thích những sinh viên của mình, được chưa? Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy như thế nào? Feel tired, cảm thấy mệt mỏi về cái gì đây? Doing the same thing every day, cứ làm một việc tương tự như nhau mỗi ngày, được chưa nào? Đó,
Rồi cô bảo là tuần số 16 chúng ta qua tiếp, lát chúng ta sẽ quay lại sau, được chưa? Và tôi thích gì ra, thích đi du lịch, được chưa? Vì vậy vào một ngày cuối tuần, đó, một ngày cuối tuần, được chưa nào? Tôi đã gõ cái dòng chữ là gì? Tôi gõ cái từ khóa là gì? Tình nguyện quốc tế, được chưa? Và một công cụ tìm kiếm ở trên internet, đó, search engine, một công cụ tìm kiếm ở trên internet, được chưa? Ngay cái gì đây? Cái đầu đúng không? Ngay cái đầu nó xuất hiện được cái kết quả, đúng không nào? Đó là cơ hội để đi, được chưa? Và ở lại, đúng không? Một hòn đảo, được chưa nào? Đó. Rồi tiếp theo họ nói gì nữa? Hòn đảo này thì cách như thế nào đây? Thousand miles away, cách xa cả ngàn dặm luôn á, được chưa? Đó. Và ngoài ra nó còn làm gì nữa? Và tình nguyện, đúng không? Tình nguyện này dùng để tình nguyện này làm gì đây? Bảo vệ biển, được chưa? Cuộc sống của biển thế nào đó. Rồi tiếp theo, tôi đã có một, tôi đã có kinh nghiệm là gì? Diving experience, diving, kinh nghiệm lặn đó. Tôi đã có kinh nghiệm lặn, tôi biết lặn rồi, được chưa nào đó. Và càng nói về nó thì tôi lại càng muốn làm nó, được chưa đó. Vì vậy tôi đã liên hệ với lại tổ chức, contact, liên hệ với cái với tổ chức, được chưa? Và một tuần sau, được chưa, họ đã đề nghị tôi là đến đảo đi, và tôi đã chấp nhận điều đó và đồng ý, được chưa đó. Rồi tiếp theo, sau đó, được chưa đó, công việc tình nguyện đó thì diễn ra trong vòng 2 tháng trong kỳ nghỉ hè mà thôi, được chưa? Và tôi nghĩ rằng sau khi xong thì tôi sẽ về nhà, đúng không nào? Đó, đó, công việc thì diễn ra 2 tháng và tôi nghĩ sau khi tôi làm xong thì tôi sẽ đi về nhà. Và ngay khi tôi đặt chân đến đảo, được chưa đó, tôi chắc chắn rằng điều tôi làm là đúng. Cái này điều tôi làm là đúng. Cái lần đầu tiên lặn của tôi thì thật sự rất là tuyệt vời, không thể tin được, được chưa nào đó, không thể tin được. Tôi cảm thấy mình rất là may mắn, đúng không nào? May mắn đó, vì đã có thể trải nghiệm được điều đó mỗi ngày đó, được chưa? Thực tế tôi thích nó rất nhiều và tôi không bao giờ muốn trở về nhà nữa đó. Bây giờ tôi đã ở trên hòn đảo này được 10 năm rồi, được chưa nào? Đã 10 năm rồi, được chưa? Và tôi cũng đã có một cái công việc permanent, là công việc lâu dài đó, được chưa? Công việc lâu dài rồi đó. Tôi đang làm việc với tư cách, được chưa, là một nhà giáo dục về biển, được chưa? Một tư cách nhà giáo dục về biển, dạy các tình nguyện viên về cái gì đây, về cuộc sống dưới biển, được chưa? Và đưa họ đi gì đây, đưa họ đi lại, được chưa đó, đưa họ đi lặn. Chúng ta có hai cái này đều là lặn, được chưa? Cái lặn với ống thở, là có cái ống để chúng ta thở đó, được chưa nào đó. Ngoài ra bàn làm việc của tôi, được chưa, là bàn ăn ngoài trời đó, dài 10 mét, được chưa đó, một bàn ăn ngoài trời dài 10 mét, được chưa đó. Tất nhiên không phải mọi thứ ở đây đều hoàn hảo, đúng không nào đó. Tuy nhiên tôi không thể tưởng tượng được nếu tôi quay về lại cuộc sống cũ của mình sẽ ra làm sao. Được chưa? Rồi, đó, bây giờ chúng ta coi thử là đầu tiên là câu số 16. Chúng ta coi thử là số 16 chỗ này chúng ta điền vào câu nào thích hợp nhất đây. 16, chúng ta coi thử 16 chỗ này thì câu nào thích hợp ngay cái chỗ 16 ở đây, câu gì đây? Câu 16, 16 chúng ta thấy thử là câu nào đây? Họ nói là cái gì đây? Đó, là một giảng viên, đúng không? Đó, cũng yêu thích công việc đó nhưng mà giờ cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải làm những việc tương tự mỗi ngày. Tôi nhìn thấy được câu trả lời của bạn Trường, của Sang là G, đúng không? G, cô coi thử G là gì. I decided I needed a break. Vì vậy tôi quyết định là thôi, cái lúc cần nghỉ ngơi rồi. Chính xác, được chưa? Chính xác đó, 16 chính xác luôn, xích hợp với lại G, giờ đó chúng ta chỉ cần ghi G vào chỗ này là chúng ta có điểm. Good, được chưa nào? Rồi tiếp theo là số 17. Chúng ta nghĩ là số 17 là chúng ta sẽ điền vào câu nào thích hợp chỗ số 17 đây? 7 đây, số 17 chúng ta coi thử câu nào. Số 17, cô thấy bạn Sang chọn là câu B. Bạn chọn câu B. Được
Ấn Độ Dương đó, đúng không? Đó. Rồi các bạn nào chọn câu khác mà bạn sang hay không? Chúng ta quay lại thử câu số 17, họ nói cái gì đây, câu số 17. Đúng không nào? Đó. Khi mà tìm kiếm xong rồi á, đó được chưa? Thì phát hiện ra có thể đến, đúng không? Đến hòn đảo ở ngay ngoài chỗ Ấn Độ Dương, đúng không nào? Đó, cách xa cả ngàn dặm, được chưa? Và ở đây nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ biển, đúng không nào? Tôi đã có kinh nghiệm lặn từ trước ở số 17 của cơ quan thử mẹ bạn sang. Câu số 17 bạn sang chọn là cái gì đây? Số 17 là câu B đây. Tôi đã từng, đúng không? Họ kêu tôi đã từng từng làm cái gì đây? Hả? Tôi đã từng được luyện tập trong nước lạnh ở Anh, nên vì vậy nước ấm như pha lê ở đây trông rất là tuyệt vời. Nó thích hợp không nhỉ Sang nhỉ? Bạn Luân thì chọn cho cô là câu Y. Câu Y là gì đây? Câu Y là tôi đùa với bạn của mình rằng tôi sẽ đăng ký, đúng không? Đùa mình rằng tôi sẽ đăng ký, được chưa? Đó, sẽ đăng ký. Tôi cũng đã có kinh nghiệm lặn rồi và càng nói về điều đó thì tôi càng muốn làm điều đó, được chưa? Vậy chính xác luôn. Vậy của chúng ta thích hợp nhất chỗ này, chúng ta thấy nó sẽ là 17 này thích hợp, được chưa? Thích hợp với lại câu y cơ, được chưa? Câu y, ừ. Được chưa nào? Rồi tiếp theo câu số 18, chúng ta đi vào chỗ gì? Câu số 18 đây. Câu số 18. F. Bạn Luân chọn là F. Sau đó một số người ngạc nhiên trước quyết định này của tôi, đúng không nào? Đó, bởi quyết định của tôi đó. Nhưng tôi thì không cảm thấy lo lắng gì hết, đúng không nào? Đó. Chính xác. Thì chờ 18 này rất thích hợp với lại câu là F. Không có gì bàn cãi chỗ này, đúng không nào? Đó. Rồi tiếp theo là số 19. Số 19 chúng ta coi thử 19 cái nào đây. Chúng ta đã sử dụng được câu G rồi, đúng không nào? Đó, cô sẽ loại đi những cái câu mà chúng ta đã dùng rồi. Đó, câu G chúng ta dùng rồi nè. Theo câu Y chúng ta cũng dùng rồi. Câu F đó, chúng ta cũng dùng rồi. Được chưa? Đó, giờ chúng ta còn lại 5 câu thì chúng ta coi thử. Số 19 này chúng ta chọn cái gì đây? Số 19 chúng ta chọn cái gì? Số 19 này chúng ta coi chúng ta chọn cái gì đây? Số 19. Lần đầu lặn thì trời ơi, không thể tin được, rất là tuyệt vời, được chưa? Tôi cảm thấy may mắn thì mình có thể trải nghiệm được điều đó. Và chúng ta thử số 19 thì ta thấy kiểu nào thích hợp ta? Bạn nào có câu trả lời thích hợp cho number 19 chưa? Tôi đã từng ở số 19 rồi. Tôi vì chăm chỉ hơn, tôi đã từng và tôi cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm nó mỗi ngày. Hai câu này thích hợp không? Bạn Thắng chọn là câu B. Thắng chọn là câu B. Câu B đâu? Chính xác chỗ này phải là câu B cơ. Được chưa? Câu B. Chưa nào? Sai. Vậy là chúng ta đã chọn được thêm một câu nữa ở vị trí chỗ này là câu B. Được chưa? Đó. Đó, câu B rồi. Rồi, bây giờ câu cuối cùng. Câu số 20, chúng ta sẽ chọn cái gì thích hợp ạ?
có C, có D, ta coi thử. Across đúng không? Tất cả mọi thứ chắc chắn là nó không bao giờ là hoàn hảo. Tuy nhiên tôi không thể tưởng tượng được là tôi sẽ quay về cuộc sống cũ của tôi là như thế nào. Giờ chúng ta coi thử câu D của bạn Thành chọn. Là câu D là gì đây? Đây. Tôi đã làm việc chăm chỉ hơn tôi đã từng, đúng không nào? Còn câu C của bạn Luân là họ hỏi tôi rất là nhiều câu hỏi. Vậy họ là ai? Luân nhở? Câu C này nó có cho chúng ta là từ đây. Vậy là họ là ai? Họ là ai? Đúng không? Vậy là câu này thích hợp hơn, chính xác hơn của chúng ta là câu D. Được chưa? Rồi. Cô nói rồi, phần này nó cũng khó là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lựa chọn những cái câu mà chúng ta nhìn vào nó có thể đúng. Đúng không nào? Đó. Rồi, chúng ta tiếp tục. Chúng ta chuyển xuống phần số 5. Được chưa? Cũng là phần chọn A, B, C, D. Ờ, câu số 12 hả? Câu số 12. Cô có viết chưa ta? Ủa, câu số 12 hả? 12 là tiếp ở trên đó hả? Câu số 12, câu số 12. Đây, câu số 12 đây. Được chưa Ngọc ơi? Cái xe đạp đó thì không có phù hợp với những hoạt động mà cái ông Peter đó ông muốn, ông làm. Những hoạt động như là đi xuống đồi, những chuyện đồi dốc hoặc là nhảy, đúng không? Có thực hiện những cái bước nhảy. Được chưa Ngọc ơi? Rồi, ok. Rồi. Tiếp tục, chúng ta chuyển xuống phần dưới. Đây, phần 5. Được chưa? Cũng là A, B, C. Đó, phần 5. A coconut tree là cây dừa. Được chưa? Cây dừa. Đó, cây dừa như thế nào đây? Nói cây dừa như thế nào đây? Cây dừa, được chưa? Được xem là một trong những cây có giá trị nhất trên thế giới. Đó, có giá trị nhất trên thế giới. Most valuable tree in the world. Được chưa? Bởi vì sao? Đó. Nó chủ yếu được tìm thấy ở biển, ở nơi có cái gì đó nóng và ẩm ướt. Nơi có cái gì đó nóng và ẩm ướt. Đó, giờ chúng ta coi thử, chúng ta có bốn từ A, B, C, D. Giờ chúng ta chọn cho cô cái nào đây? A, B, C, D. Rồi, cô thấy có D, có C, có D, có C. Vậy là chúng ta phân vân giữa climate và weather, đúng không? Thời tiết và climate là khí hậu, được chưa? Nơi có khí hậu nóng và ẩm ướt, có thời tiết nóng và ẩm ướt đó, chúng ta phân vân giữa hai cái này, đúng không? Đó, tất cả những cái gì liên quan tới cái phần mà chúng ta thi đó là nó đều có hai cái từ khá là giống nhau để mà chúng ta phải phân vân, đúng không nào? Đó, thì trên đây chúng ta nhìn vào tụi em cũng chọn được là một là climate hay là weather, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta chỉ có hai câu thôi, C và D, climate hay là weather. C, climate chứ không chọn là weather. Rồi, đơn giản lắm, chúng ta chỉ cần nhìn lên cái câu đề bài cho. Họ cho chúng ta là chúng ta có một cái từ đây, tức là từ ở, đúng không? Từ ở, vậy là chúng ta biết ở đằng sau này là một danh từ số ít mà nó còn phải đếm được nữa thì nó mới sử dụng được với mạo từ ở. Được chưa? Vậy, chỉ có từ mà chúng ta sử dụng được đó là từ climate, chứ không phải là weather. Và thời tiết không đếm được. Được chưa nào? Đó, nơi có khí hậu nóng và ẩm ướt. Được chưa? Rồi, đó. Và khoanh tròn nó vào cho cô. Được chưa? Tiếp theo, nhìn nữa. Dừa, được chưa? Often fall into. Đó, kêu dừa thường làm gì đây? Thường rơi xuống biển. Được chưa? Float on the water. Đó, và nổi trên mặt nước cho đến khi chúng, đó, một bãi biển khác, được chưa? Nơi rất nhiều cây cối hơn, đó,
bắt đầu phát triển gì đó. Thì chúng ta thấy là từ số 22 nhìn vào chúng ta có bốn động từ reach, động từ go, động từ travel và động từ arrive. Và chúng ta coi thử chúng ta chọn động từ gì thích hợp ngay cái chỗ này đây. Cho đến khi nó tới một cái nơi khác, nó rớt xuống biển, được chưa? Đó, nổi trên mặt nước cho đến khi nó đến một cái bãi biển khác. Thì bạn chọn gì đây? Bạn chính chọn cho cô là A. A tức là em dùng với lại động từ là động từ reach. Chúng ta thấy cái động từ travel là chúng ta loại ngay lập tức rồi, đúng không nào? Đó, travel là loại ngay lập tức rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta còn có reach, go và arrive. Chúng ta thấy cái nào? Reach, go và arrive. Chúng ta thấy cái nào? Chỗ này thích hợp thử gì? Until they reach. Chính xác, cái câu trả lời của bạn chính. Good. Good, good, good. Được chưa? Đó. Tiếp theo. Đi tiếp theo. Được chưa nào? Đó. Những người du lịch đúng không? Thường coi cây dừa. Được chưa? Xem cây dừa không khác gì là một cái gì đây? Chúng ta hay nói đây. Đó. Là một chiếc ô che nắng. Được chưa? Nó vì bởi vì nó mang tới cái gì đây? Nó cung cấp, nó mang tới cho chúng ta cái gì đây? Từ số 23 chúng ta chọn là cái đây, cloud, stray duck hoặc là cool. 23 bạn Thắng chọn cho cô là B. 23 là B là shade. Shade là bóng mát, chính xác. Bóng mát được chưa? Đó. Đó, nó mang đến ta bóng mát mà đúng không? Không thể mang đến ta là cái gì? Cloud, không thể cloud được đúng không nào? Đó, không thể mây được, không thể dark là tối được, khô là lạnh, mang đến bóng mát. Được chưa? Rồi, chúng ta qua tiếp theo, bóng mát. Tuy nhiên, loài loài cây tuyệt vời này thì nó có hàng trăm cái gì đó và nhiều hơn nữa vẫn đang được khám phá. Vậy chúng ta thấy hàng trăm cái gì đây? Số 24, chúng ta coi thử. Hàng trăm, số 24 chúng ta chọn cái gì đây? Bạn Thắng chọn là uses. Uses. Các bạn nào chọn cái khác không? Bạn Luân chọn là rule. Rồi bạn Sang chọn là these things. Rồi chúng ta nhìn lên lại thử. Được chưa? Nó có rất nhiều và còn và vẫn còn đang được tìm kiếm, được khám phá đúng không nào? Rồi chúng ta coi thử. Câu A là gì? Công dụng, có rất nhiều công dụng, được chưa? Và vẫn đang được khám phá tiếp, còn công dụng nữa hay không? Câu B chúng ta loại role là vai trò, có rất nhiều vai trò. Và câu C là thing, có rất là nhiều thứ hả? Rất nhiều thứ và vẫn đang được khám phá hả? Chúng ta thấy câu nào thích hợp nhất, từ nào thích hợp nhất trong chỗ này là từ uses, rất là nhiều công dụng, được chưa? Và ngày nay vẫn đang tiếp, vẫn đang khám phá tiếp và còn công dụng gì nữa hay không, được chưa nào? Đó, tiếp theo câu từ số 25, được chưa? Đây, từ số 25, được chưa? Công dụng gì đây? Mọi người làm nhà nè, mấy khao làm nhà nè, thuyền nè, làm giỏ nè, basket làm giỏ nè, được chưa? Và lá đúng không? Đó, từ lá đó, từ lá nè, từ cây nè, đó nhiều thế kỷ nay rồi, được chưa nào? Đó, ngay cả ngày nay nếu như bạn lấy một cái gì đó, được chưa, từ trong tủ của mình đó, bạn sẽ thấy chúng ta có coconut oil là dầu dừa, được chưa? Đó, như là một sản phẩm, như đó, hoặc là thuốc, hoặc là và tráng miệng. Thì bây giờ từ số 25 chúng ta chọn gì đây? Số 25 bạn Thắng chọn câu C là look. Take a look, chính xác. Chúng ta có cái từ đi với nó là take a, được chưa? Take thì phải take a look, không có take a thing, take a sight, take a look in your cupboard, được chưa nào? Đó, rồi từ số 26 chúng ta chọn cái gì đây? Như là cái gì đây? Như là thuốc và món tráng miệng, được chưa nào? Đó, được chưa? Rồi, đó là phần số 5. Giờ chúng ta qua phần cuối cùng là phần số 6, và chúng ta nhớ chỉ viết vào một từ mà thôi, được chưa? Rồi, đây là phần số 6.
Chúng ta đọc thật kỹ và chúng ta chọn cái từ thích hợp để điền vào, đúng một từ mà thôi, được chưa? Đọc thật kỹ và chọn. Đáp án câu 20 với câu 26 hả? Đợi cô một chút nha. Câu số 20 và câu số 26. 26 different. Câu 20 là câu ở trên luôn hả? Câu số 20 đây Uyên ơi. Được chưa Yên ơi? Đây là câu số 20, còn đây là câu số 26. Rồi. Đó, chúng ta đọc thật kỹ và chọn cho cô từ thích hợp nè. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Luân số 27. Một từ thôi Luân ơi. Until, từ số 27 em chọn several times là coi như là sai rồi đó. À, để em đánh thêm từ time hả? Đề bài đã cho chúng ta một từ time rồi. Mà em thêm một từ time nữa là coi như là bị sai rồi Luân ơi. Chỉ có một từ thôi. Rồi, bạn Sang chọn là since. Rồi, bạn Luân chọn là several. Đây là một trong những nơi yêu thích của tôi, được chưa nào? Đó, tôi đã được học rất là nhiều điều đúng không, về động vật và thực vật, được chưa? Đó. Mỗi lần tôi đến thăm, chúng ta coi thử since hả? Since time hả, làm gì có since time đúng không nào? Sau đó là một time. Rồi bạn Thành chọn là every. Chính xác, được chưa? Đó, chỗ này chúng ta có thể viết cho cô hai chữ ngay chỗ này, chữ thứ nhất, được chưa? Đó là như bạn Thành làm, đó là every, được chưa? Và thứ hai có thể chọn cho cô được là từ x cũng được. Đó, mỗi lần tôi đến thăm chứ nào, mỗi lần tôi đến chơi, lần tôi đến thăm gì đó đó, x cũng được hoặc là every cũng được, không vấn đề gì cả, được chưa? Rồi tiếp, tôi thậm chí đã nhìn thấy những mảnh đá từ mặt trăng đúng không nào? Đó, tiếp theo tòa nhà thật sự rất đẹp và bạn có thể dễ dàng nhìn thấy những con đường đi xung quanh nó đúng không? Đó,
có hàng trăm thứ thú vị đó, được như thế nào, được trưng bày on display, là được trưng bày ở đây, được chưa nào? Nhưng đó, nhưng chữa chỗ nhân ra, bạn thích dinosaurs là khủng long, được chưa? Khủng long đó thì nhất, được chưa? Có thể nhìn thấy đó. Rồi bây giờ chúng ta coi thử, see them during term time đó, trong suốt thời gian mà đến đó thì bạn học, bạn đến đó thì chúng ta thấy là đầu tiên là từ số 28, chúng ta chọn cho cô từ gì ngay chỗ này đây, từ số 28 và từ số 29 nó ở chung luôn một cầu. Từ số 28, nếu bạn thích khủng long thì cái khoảng thời gian tốt nhất nhất đó đúng không, để nhìn nó, đó chính là cái gì gì đó. Thì bây giờ chúng ta coi thử từ số 28. Cái gì if với you will, à là cái từ số 28 là cái từ đầu tiên em chọn là if, rồi số 29 em chọn là you, your đúng không, sinh nhật. Rồi Thắng chọn số 28 là if và 29 là to. 28 if chính xác, nếu bạn thích khủng long thì từ số 28 cũng không có gì bàn cãi ngay chỗ này, được chưa? If, có chọn if nằm đây đúng không, đã biến thích khủng long, được chưa? Đến ngay chỗ này phải có thêm có dấu phẩy nữa thì tụi em sẽ dễ dàng đọc và hiểu nó hơn đúng không, đó. Nếu bạn thích khủng long thì cái thời gian mà tuyệt vời nhất để thấy nó đó chính là gì đó, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là chúng ta có so sánh nhất là best, được chưa? Sau so sánh nhất sẽ sử dụng cho cô là to verb, ở đây đã cho chúng ta một động từ là see rồi, được chưa nào? Thì chỗ đây chúng ta chỉ cần điền vào cho cô là to, được chưa? Đó, to see them đó, được chưa? Rồi tiếp. Tôi đã đến đây, được chưa, được 2 lần vào kỳ nghỉ của trường, được chưa? Và cái hàng khuy là cái hàng xếp á, xếp hàng đó, được chưa? Thì như thế nào đó, tôi, được chưa, được. Đó, và 2 lần và xếp hàng dài đó, đến nào đó mà tôi không thể tham quan cái phần đó của cái bảo tàng. Và chúng ta sẽ nhìn thấy thử số 30, tụi em chọn cái từ gì ngay số 30 đây, số 30 chúng ta phải nhìn vào dấu hiệu nhận biết đúng không, thì chỗ đây nè chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy long đó là một tính từ, được chưa? Sau long chúng ta lại có thêm một từ that nữa, và chúng ta thấy chỗ này số 30 từ nào thích hợp nhất ngay chỗ này đây, từ so, chính xác, so long that, được chưa? Đó, cái hàng nó xếp dài rất là dài, dài ớ là dài, dài đến nỗi mà đúng không nào, đến nỗi mà tôi như thế nào đây không thể tham quan được cái phần đó, được chưa nào? Đó, từ số 31 bạn luôn chọn là in that part, cái phần đó, nghĩa là trong cái bảo tàng này nó có rất là nhiều phần để chúng ta tham quan nhìn đúng không, đó thì cái phần mà chúng ta nhìn là gì, cái phần mà bạn nói cái hàng dài là cái phần mà nói về dinosaur đúng không, về khủng long đó, đó thì cái hàng nó sẽ dài đến mức độ mà không tham quan được cái phần này thì nó phải là off chứ luôn nhỉ, off chứ em, sao mà in được đúng không, off cái phần cũ cái phần này đúng không, off cơ nó mới đúng, được chưa nào, off được chưa. Rồi tiếp, có thể bạn còn muốn gì nữa, bạn có thể còn muốn ăn cái gì đó trong khi bạn ăn ở đây nữa kia, được chưa? Và bạn có thể cái gì đó, được chưa, dã ngoại và ăn uống trong cái vườn của bảo tàng, được chưa, hoặc là thử một trong 2 quán cà phê của bảo tàng đều được, không vấn đề gì cả. Thì giờ số 32 tụi em chọn cái gì, bạn cũng có thể tổ chức, được chưa, tổ chức picnic dã ngoại và ăn uống, bạn Thắng chọn là your, you can take your own picnic. Good. Tự tự mình tổ chức từ cái gì đây? Dã ngoại của riêng mình nữa, đúng không nào? Your.
Giờ do ô picnic.